chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Ca sĩ Triệu Hằng và vợ Miss Teen sau nhiều năm ở Ấn tại Mỹ bây giờ ra sao? Nổi lên từ đầu những năm 2000, nam ca sĩ Triệu Hằng được biết đến là một trong những giọng ca đình đám tại các sân khấu phía Nam với dòng nhạc rock đầy chất lửa. Bạn đi một thời gian, khán giả không còn thấy anh xuất hiện ở các tụ điểm ca nhạc. Giả từ sự nghiệp ca hát ở thời kỳ đỉnh cao, sau khi ghi dấu ấn với những album gây được tiếng vang khá lớn như Mai, Ngày Đó Ta Yêu Nhau, Mỏi Mòn, I'm Sorry, Triệu Hằng khiến nhiều người phải tiếc nuối. Trên báo chí, anh chia sẻ tạm dừng ca hát để tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng bên cạnh đó, một phần cũng vì không muốn bạn gái lúc bấy giờ là Miss Teen Huyền Trang phải lo lắng cho những chuyến đi diễn xa của mình. Cho tới năm 2013, anh và Huyền Trang đi tới hôn nhân bằng một đám cưới đình đám tại Đồng Nai. Ngoài sự chú ý bởi cô dâu chú rể đều là những cái tên được nhiều người hâm mộ, đám cưới còn thu hút không ít người hiếu kỳ bởi gia thế khủng của Triệu Hằng. Khi những hình ảnh Triệu Hằng đón dâu bằng xe limousine sang trọng được hé lộ, người hâm mộ mới biết được anh là con trai trong một gia đình giàu có nhất nhì thành phố Biên Hòa. Đám cưới của anh được tổ chức hoành tráng với số lượng khách mời lên tới 1.500 người. Bố mẹ Triệu Hằng sở hữu doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc kim cương và khách sạn có tiếng tại Đồng Nai. Sau khi kết hôn, anh và vợ cùng nhau sang Mỹ định cư. Tại đây, anh chuyển sang công việc mới là một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp, còn vợ theo học y tá. Bên cạnh đó, anh vẫn tiếp tục kinh doanh nhà hàng khách sạn và thỉnh thoảng trở lại sân khấu ở những chương trình lớn. Trước khi trở thành ca sĩ, ít ai biết Triệu Hằng từng mơ ước trở thành một tay vợt tennis chuyên nghiệp. Anh từng đoạt giải nhất 3 năm liền tại những cuộc thi tennis tại Đồng Nai và nằm trong bảng danh sách những cây vợt mạnh tuổi thiếu niên của Việt Nam. Đầu năm 2001, anh cùng đội tuyển tham gia giải tennis học sinh sinh viên Đông Nam Á và đem về 2 huy chương. Dù thành công từ khá sớm, nhưng sự nghiệp quần vợt của anh lại khá ngắn ngủi khi không may gặp một chấn thương nặng. Điều này khiến anh bỏ lỡ con đường thể thao và quyết định quay trở lại khi đặt chân tới Mỹ. Năm 2015, Triệu Hằng và Huyền Trang có thêm niềm vui là con trai đầu lòng bé Leo đã chào đời. Hơn 5 năm chung sống, ca sĩ Triệu Hằng và Huyền Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân của mình. Hiện tại, nam ca sĩ muốn dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và cậu con trai nhỏ cùng việc phát triển đam mê quần vợt. Bên cạnh đó, vợ anh cũng đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Nói về chuyện quay trở lại với âm nhạc, anh chia sẻ mình vẫn duy trì một số hoạt động trên YouTube để đỡ nhớ nghề và là nơi trò chuyện với người hâm mộ nhưng sẽ không trở lại showbiz. Vợ kém 8 tuổi của Quách Thành Danh sinh liên tiếp 4 con để chiều chồng. Có lẽ tình yêu của vợ dành cho tôi khá lớn, mặc dù rất sợ đau, nhưng vì chồng thích trẻ nhỏ, cô ấy đã cố gắng mà không hề than phiền điều gì. Nam ca sĩ nói về vợ bằng thái độ đầy trân trọng. Quách Thành Danh sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2012, anh bất ngờ trở thành giọng ca được đông đảo giới trẻ mến mộ nhờ bản hit Tôi Là Tôi. Bạn đi một thời gian dài, khán giả hiếm thấy sự xuất hiện của nam ca sĩ trên các sân khấu ca nhạc, cũng như ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Có tin đồn cho rằng Quách Thành Danh đã nghỉ hát hẳn để sang Mỹ định cư cùng bố mẹ. Gần đây, khán giả lại thấy Quách Thành Danh qua truyền hình khi anh tham gia một số game show về âm nhạc. Nam ca sĩ 40 tuổi thoải mái chia sẻ về cuộc sống gia đình, bên bà xã và có con, và trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề. Sau ca khúc Tôi Là Tôi, thay vì tận dụng sức nóng, anh biệt tâm suốt một thời gian dài, đâu là lý do cho sự vắng bóng này? Thời gian hợp tác với công ty quản lý cũ, tôi không chịu nổi áp lực từ mọi phía, nên chủ động bồi thường để thanh lý hợp đồng trước hạn. Bên cạnh đó, khi sự nghiệp đang thăng tiến, tôi lại cảm thấy chán nản, thậm chí trầm cảm nặng và từng không muốn tiếp tục con đường ca hát. Nguyên nhân tại sao tôi cũng không thể lý giải được. Có lẽ nhiều áp lực của công việc cộng dồn khiến tôi không còn đủ mạnh mẽ để đi tiếp. Tôi chọn sang Mỹ ở ẩn một thời gian giúp tinh thần thoải mái, tránh xa sự ồn ào của giới giải trí. Tôi hy vọng bản thân có thể tìm ra hướng đi mới và giải thoát cho chính mình. Tuy nhiên có lẽ cơ duyên với nghiệp hát của tôi quá lớn nên không thể nào chạy trốn khỏi. Tại Mỹ tôi được các bảo sơ ưu ái mới tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc. Một phần vì nhớ nghề và ngọn lửa đam mê vẫn còn cháy bỏng, tôi quyết định đồng ý.
Đó cũng là cơ duyên tôi trở lại với âm nhạc và được khán giả đón nhận qua các ca khúc mới như Tôi Là Tôi Hai, Ngã Tư Đường Tình, Thế Giới To Thật To. Bên cạnh đó tôi còn lớn sân sang dòng nhạc quê hương trữ tình và ban cổ điển. Anh nghĩ sao về việc nhiều khán giả cho rằng ca sĩ chỉ cần có tạo được một bản hit là có thể thành danh và chạy show kiếm tiền? Hoạt động ca hát, ca sĩ nào cũng muốn có nhiều ca khúc hay và tên tuổi luôn được khán giả nhớ đến. Với các ca sĩ khác, tôi không dám bàn luận, riêng cá nhân tôi nhận định đó lại đúng. Cho tới hiện tại, khi đi hát ở nhiều nơi, khán giả trong và ngoài nước còn yêu cầu tôi hát lại ca khúc Tôi Là Tôi. Hát tới hát lui một bài cũng chán chứ, nhiều lúc cũng tủi thân. Nhưng nghệ sĩ không được cho phép mình yếu đuối, được khán giả còn yêu thương, đón nhận và ủng hộ, đó là phước của tổ nghiệp ban tặng. Chưa từng công bố về chuyện đám cưới, khán giả bất ngờ khi anh từng tiết lộ là đã có vợ. Anh có thể giới thiệu về một nửa của mình. Thực ra tôi rất tin vào duyên số, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Bà xã kém hơn tôi 8 tuổi, cả hai gặp nhau trong lần quay MV rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Đó là lúc duyên đời đã đến, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi, bước sang trang mới. Chúng tôi chính thức kết hôn cách đây 7 năm và không công khai rầm rộ với truyền thông và khán giả. Tôi trân trọng tình cảm của mình và không muốn bị đưa ra bàn luận quá nhiều. Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, tôi bắt đầu cởi mở hơn. Tôi chưa hề nghĩ bản thân sẽ lập gia đình và trước giờ chỉ mãi mê làm việc kiếm tiền. Nhưng duyên đến rồi thì tôi không thể làm khác được. Vợ tôi cũng rất đam mê nghệ thuật. Không chỉ xinh đẹp mà còn là ngọn lửa luôn sáng tỏ, vun đắp cuộc sống gia đình. Chúng tôi có 4 cháu, đều mạnh khỏe, năng động và thông minh. Trước giờ tôi và vợ luôn ý thức được việc không chia sẻ nhiều về con cái, để các con được vui chơi, học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cuộc sống của anh sau khi lập gia đình thay đổi ra sao so với thời còn độc thân? Chắc chắn có nhiều thay đổi, tôi bắt đầu sống với trách nhiệm hơn, phải dung hòa sao cho hạn chế nhất những bất đồng quan điểm vợ chồng. Rồi đến khi những đứa con chào đời, tôi chủ động thay đổi thời gian sao cho phù hợp việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, đồng thời công việc ca hát không bị ảnh hưởng. Có lẽ thay đổi lớn nhất của tôi chính là làm bố của 4 đứa trẻ. Tôi có những suy nghĩ sâu xa về tương lai, kế hoạch của các con để các con được sống đầy đủ nhất có thể về tinh thần lẫn vật chất. Đa số các gia đình hiện đại được sinh từ 1 đến 2 con để việc chăm sóc được đầy đủ ấm no. Còn riêng anh lại khác, tại sao lại quyết định sinh nhiều như vậy? Tôi là người rất yêu trẻ con. Trong nhiều lần đi thiện nguyện ở các mái ấm, tôi từng nuôi ý nghĩ sinh một vài cháu về nuôi. Có lẽ ơn trên thấu hiểu nên đã cho tôi toại nguyện. Ông bà xưa thường nói nhiều con nhiều phúc nên tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Vợ anh có ủng hộ chuyện sinh nhiều con? Có lẽ tình yêu của vợ dành cho tôi khá lớn. Mặc dù rất sợ đau nhưng biết chồng thích em bé nên cô ấy đã cố gắng và không hề than phiền điều gì. Điều đó làm tôi luôn cảm thấy trân trọng và thầm mang ơn bà xã. Vốn con anh có bé nào sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống bố. Có dịp vui chơi trò chuyện cùng các con, tôi phát hiện ra cả 4 bé mỗi khi nghe nhạc đều nhún nhảy rất điệu nghệ. Chắc chúng có máu nghệ sĩ giống bố. Bên cạnh việc học ở trường, tôi cho các cháu học thêm piano và múa. Tôi chỉ cho con học để mở mang tư duy chứ không muốn áp đặt theo nghiệp của bố. Nhất là con gái, nghiệp cầm ca hạnh phúc thì nhiều nhưng cũng lắm vất vả lận đận. Sau này tôi sẽ để các con tự chọn con đường tương lai theo đúng sở thích và năng khiếu, bởi con người ta chỉ sống trọn vẹn và thành công với công việc mình đam mê. Có phải kinh tế khá dư dả nên gia đình anh mới tự tin sinh nhiều con như vậy? Tôi nghĩ không hẳn như vậy. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhưng họ đâu sinh con đâu. Con cái là cả gánh nặng cho bố mẹ. Mỗi đứa con chào đời là những toan tính cho tương lai càng chịu nặng. Trước may mắn tôi còn sống được với nghề nên kinh tế ổn định. Bên cạnh đó, tôi còn kinh doanh thêm bất động sản nên mọi thứ không đến nỗi tồi tệ. Bà xã ngoài việc chăm con phụ giúp gì anh về mặt kinh tế? Vợ tôi sinh 4 con rồi nên đã đủ vất vả. Bên cạnh đó, việc nhà và chăm con cũng chiếm hết thời gian của cô ấy. Vì vậy tôi quyết định cho bà xã nghỉ ngơi. Phần kinh tế tôi sẽ gánh vác hết. Chạy sơ nhiều hơn một chút là được. Tôi phải làm việc gấp đôi ngày trước vì phải lo cho gia đình 6 người và 5 giúp việc. Mỗi khi gia đình anh có chiến tranh, ai sẽ là người chủ động dập lửa? Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vã và giận hờn. Việc chăm sóc con cái trong nhà tôi đều tin tưởng giao phó cho vợ, vì hơn ai hết tôi hiểu bà xã là người bản lĩnh nhất. Có đôi lúc chiến tranh xảy ra, đa phần tôi là người chủ động làm hòa. Chưa kể ai đúng ai sai, nhưng đàn ông mà, xuống nước trước cũng không mất mát gì. Bên cạnh đó chúng tôi luôn thỏa thuận, chuyện vợ chồng nếu có khúc mắc gì thì phải cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Vì nóng giận đôi bên cũng sẽ khó kiểm soát hành động, lời nói, dễ dẫn đến làm tổn thương nhau. Khác kín tiếng về chuyện cá nhân,
Gần đây khán giả bất ngờ khi biết anh có nhà tiền tỷ ở Việt Nam và cả Mỹ. Anh nói gì về cơ ngơi của mình? Thú thật, nhà cửa, xe cộ đều do tôi làm việc tạo ra. Nếu mọi người đều có ý chí và đặt ra mục tiêu để phấn đấu thì không gì là không thể. Gia đình tôi làm đủ sống, chăm lo cho các con và chi tiêu hàng nghìn thứ phát sinh mỗi ngày. Bên cạnh đó tôi cũng gặp nhiều lời đồn là vợ mình giàu lắm. Tôi xin khẳng định vợ là người xuất thân trong gia đình hoàn toàn bình thường. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Có lẽ nhờ thuận vợ thuận chồng nên tổ nghiệp yêu thương, mười mấy năm đi hát đều rất thuận lợi. Bên cạnh đó, tôi đầu tư kinh doanh cũng đúng chỗ nên tiền sinh ra tiền. Theo một nguồn tin, anh tiếp tục có kế hoạch xây nhà tiền tỷ thực hư thế nào? Ôi sao thông tin lan nhanh thế, đó chỉ là dự định của tôi để mở cửa hàng kinh doanh về lĩnh vực spa và sắc đẹp. Người ta hay bảo, nói trước bước hôm qua, nên khi nào có thành quả tôi sẽ thông báo chung vui cùng mọi người. Tập trung nhiều cho kinh doanh, phải chăng anh đã tính đường đi nước bước cho mình khi hết thời? Mỗi thời mỗi cảnh, tôi luôn tâm niệm một điều, nếu có thực lực và duyên may thì sẽ được khán giả đón nhận lâu dài. Ngành nghề nào cũng có sự đào thải khắc nghiệt, nhưng nếu mình biết thay đổi, lấy cái sở trường phát huy sở đoản, cho kịp thị hiếu thì sẽ giữ được vị trí cố định trong lòng người yêu mộ điệu. Thay vì ngồi đó sợ hết thời thì cứ việc lăn xả, nỗ lực hết mình, rồi tất cả phần còn lại là tùy duyên. Trải qua mười mấy năm đi hát, tôi tự đúc kết cho mình bài học. Chẳng cứ lập ra cho bản thân một hoạch định tương lai sẵn, nếu có lỡ hết thời thì cũng còn được cứu chữa. Gia đình anh đều đã sang Mỹ định cư, anh có dự định sẽ đoàn tụ cùng mọi người? Quan điểm của tôi rất rõ ràng, ở đâu cũng vậy, nơi nào bản thân có công việc và kinh tế ổn định thì an cư lập nghiệp. Tôi vẫn thích đi qua lại giữa hai nước để mang tiếng ca đến đông đảo khán giả yêu mến. Điều quan trọng hơn hết trong cuộc sống là làm sao để mang đến nhiều điều tốt nhất cho gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.